em đã quay trở lại video theo trên kênh của anh em mình. Thì giới thiệu với anh em đây chính là con chim trà màu 4 tháng lồng của mình anh nhé. Vừa đi sắm được cái quả lồng mới ấy. Hôm nay đã ước có xuống theo mình và ở trên nhà ước ấy, có bảo là có mấy con chim trà màu nó về hot ác lắm nên là muốn không, nhưng mà lại không có chim mồi về chơi anh em ạ, nên là mình sẽ nhượng lại con này để cho ước về làm mồi. Hôm nay là mình có lên nhà ước anh nhé, thì có gặp một bầy chim trà màu ở khu nhà đấy rất là nhiều luôn. Tính là nếu mà mang con chim mồi của mình lên ý thì khả năng là ok rồi, nhưng mà không thể nào mà cứ mang lên mang xuống được, nên là hôm nay mình sẽ nhượng lại cho ước một con chim mà mình đã nuôi 4 tháng để mà về cột làm mồi anh nhé. Đây này, vừa nãy anh em cũng xem mình mang nó treo rồi. Con này là một con màu lân, nuôi cũng được con ác lắm rồi. Thế hôm nay mình sẽ kỷ niệm cho nó để về làm mồi anh em ạ. Nói chung là như kiểu mình ước thì chim thì nó cũng như một thôi, nên là ai nuôi cũng như vậy anh nhé. Ở nhà mình cũng khá nhiều chim đấy. Cũng nguy hiểm phết rồi này. Kệ nó, chim nó không bao giờ ra đâu. Này, cho một cái lồng này đi. Thỉnh thoảng nó cũng chỉ sống một hai con đây. Thả nó sống ra. Thì sắm cái lồng về rồi anh ạ. Chờ gì nó sẽ được anh ạ. Nên là để anh cho rồi. Nên là để sắm cái lồng này. Vậy nó cũng hơi nhát. Nói chung là ở nhà anh chắc anh nhiều chim quá nên đâm ra là anh không chăm được nhiều ấy, nó không thuần luôn. Vậy là gì đó, không xong lồng là ok. Ở nhà mình có hai con nó cứ hót đế nên là cái con này nó không lên được. Ui trời, trời tay lại rồi. Đáng thật. Nó ở nó vào đồng mới cho quen mới còn giúp ác. Giờ bật. Nói chung là ở nhà anh là nói chung là nó nhiều chim quá nhỉ, nên ra là anh không được chăm, với lại là nó kiểu là không được chăm là nó không được gọi quần cái mấy. Nhưng con là anh chăm thì nói chung là nó quần thì gọi là có lỉnh rồi. Chung cái gì nói chung là anh quý mày, anh cho mày chứ ai hỏi mua có bán bao giờ đâu. Mang con này mình chăm làm mồi, hôm nào nếu mà mồi của anh nó vớ thì anh nên lấy mượn mồi cho mày để chơi. Con này ở nhà nó siêng mỏ lắm. Không biết là mang lên nó có hót không? Chắc ở trên em nó không có con nào lề ra nó hót đâu nhỉ? Lên bách ra. Rồi con này mình bắt trong AV ra rồi. Nên là nó có con nào lên điện đâu. Con mồi nó cũng yếu lắm. Thế ở nhà có mấy con chim trà màu rồi? Hai con, một con kia thôi. Chim dưới ra. Nhưng mà chim dưới mà chim mấy được, lấy lấu đây nhưng mà kiểu... À nó chỉ muốn chương rồi. Tháng lồng. Cái con này mới có 4 tháng này. Tầm 2 tháng nữa làm con lông. Có một cái lông anh nhổ con đi. Cho nó một lần. Xong rồi. Thôi anh em nhé, tiện thể xuống đây rồi thì mình sẽ qua AV trà màu này cho anh em xem với con trà màu của anh tiếp tục có cái video này nhé. Đây, nói chung là khá là nhiều đấy anh em ạ. Đẹp phết đấy. Đây 6 con anh em ạ, trong này 7 con. Có 7 con anh em ạ, kìa, ở trên này 1 con nữa, ở này không ạ. Tất cả là 7 con ở trong này. Con nào cũng như con nào anh em ạ, chất phết. Quá đỉnh luôn. Nghe anh Dũng kể là ở trong này là có một con là lên điện. Nói chung là có một con là nổi nhất anh ạ. Thỉnh thoảng thấy nó kiểu thỉnh thoảng thấy nó mổ bồ nhau anh ạ, đánh nhau ấy. Nghe anh bảo thế. Con này có 7 con. Đấy. Nói chung này hôm nay là anh cũng kỷ niệm mình một con mang về làm mồi anh em nhé.
Rồi cũng được rồi, anh cũng kỷ niệm mình rất là nhiều anh em ạ. Anh ấy còn không bán thì anh ấy chỉ cho mình thôi người nhá. Đấy, kỷ niệm mình thôi. Thì khác hỏi mua anh ấy không bán đâu. Anh mình thì không chưa thấy anh dân tộc Tây Bắc đi bán chim bao giờ mọi người ạ. Toàn để nuôi anh em nhé. Anh ấy không bán, anh ấy quý rất là quý chim anh em ạ. Một con đang nổ thôi mày. Đó. Quá đẹp luôn anh em ạ, quá đỉnh luôn. Thôi rồi. Ở trong abi này là có cả một đôi cu gáy nữa anh em nhé. Này. Đôi cu gáy này. Bây giờ con la la đấy. Đây. Đây, la la đây. La với cả con cút rừng. Và đây là con thỏ của anh Dũng này. Đấy. Chú thỏ béo phết anh em ạ. To phết. Quá đẹp luôn. Đỉnh cho anh em. Nói chung anh nuôi rất là nhiều loại anh em ạ, thỏ các kiểu luôn. Với cả con này nữa. Đấy. Chết chưa. Này, đây. Bà Avi tổng hợp đây anh em nhé, tổng hợp các loại chim đây. Avi bên kia thì Avi xà màu không thôi. Avi bên này đã Avi tổng hợp các loại chim này anh em ạ. Đấy. Đấy, chỉ có mỗi hai con xà màu, một đôi con xà màu thôi. Đây anh thả vào một đôi con xà màu anh em nhé. Để mà nó quen với nhau để tiện mang ra ghép sinh sản ấy. Đấy. Xà màu lên một con này. Đây. Đấy. Và kia một con nữa. À, đấy, đây một con nữa. Hết xoan, hết kiểu luôn. Chim sáo. Nhiều lắm anh em ạ. Nói chung là anh còn bắt trong abi này ra rất là nhiều rồi anh em nhé. Ở các lồng còn rất là nhiều các loại chim nữa. Đấy, như chim họa mi các kiểu nữa. Còn nhiều lắm. Anh bắt ra rất là nhiều rồi anh em nhé. Đấy, đây, hôm nay mình xuống đây mình chỉ review thế thôi anh em nhé. Thì là bây giờ mình sẽ đi về anh em ạ. Hello, chào buổi sáng anh em nhé. Thì là hôm qua thì mình có xuống cho anh Dũng. Thì anh Dũng có kỷ niệm mình một con anh em ạ. Con xà màu anh em nhé. Đây, con anh Dũng kỷ niệm mình con này anh em nhé. Hai con đồng bên này đồng trắng này. Thì là hôm nay mình sẽ mang xuống nhà dưới nhà ông này. Để test thử với con chim mồi của ông này. Ở nhà dưới này. Không biết có thái lộ gì không. Thì nói chung là cả hai con. Hôm nay trời rất là lạnh anh em nhé. Trên mình trời lạnh sương mù với phủ quanh bản luôn. Nói chung là rất là lạnh luôn. Nên là mình mang con mồi xuống, con chim của mình xuống để thử thái độ con mồi thì nó còn không chơi gì luôn anh em ạ. Vẫn vậy. Nói chung con này hot ác phết anh em nhé. Con anh Dũng cho mình rất là siêng mỏ luôn. Hot rất là căng. Nói chung là nó quá hot luôn. Mình không dám cho nó giáp lồng vào con mồi của ông này. Nếu mà cho giáp lồng vào con mồi thì sợ nó đánh nhau, sợ con mình thua mất. Nói chung là nó có thái lộ là ok rồi anh em ạ, vẫn có thái lộ anh em nhé. Đấy. Hot vẫn được anh em ạ. Thái lộ vẫn tốt. Thái lộ phết đấy anh em ạ.
con mồi thì cũng không chơi mấy anh ạ. Nói chung đây đây mới là gọi là mồi tập sự thôi. Nói chung chưa gọi là mồi chuẩn cho mấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Cho nó chơi thế thôi anh em nhé, chơi nhiều sợ nó hỏng chim, khi nào con mình lên hẳn thì mới mang xuống chơi anh ạ. Cho nó chơi thế trước, tạm chơi thế trước anh em ạ. Cho vào nhau được tầm 5 phút thế thôi, cho thế thôi, cho nhiều sợ nó hỏng mất chim ấy. Nói chung con mình vẫn còn sung anh em, nhưng mà thôi kệ nó chơi ra thế thôi. Đây anh em nhé, thì mình mang con chim khiếu của mình mang ra để ốp mái với con chim của ở nhà ông trong bản mọi người nhé. Chỗ ông bản có một con mái này, này con lên đồng xanh là con mái này. Đấy, con của mình con trong bên trong kia con trống anh em nhé. Mình mang ra ốp để xem là con mình có hót không anh em nhé. Đấy, con mình có thái độ rồi anh em ạ. Nói chung là con chim này là nó phải có mái anh em nhé, không có mái nó không hót đâu. Đấy, thái độ ác phết anh em ạ. Mình vừa bỏ mồi tươi vào anh em nhé, ít mồi tươi vào. Con kia nó gắp luôn. Nó ăn được một con rồi. Nói chung là có mái là có thái độ ngay anh ạ. Sức ở nhà thì nói chung là không có mái cho nó ấy, thì nó không có thái độ mấy. Con mái kia hay phết anh ạ. Đây là con trống của nhà ông rồi nhá. Con này nó đang ăn, nó vẫn chưa hót được anh ạ. Nó đang ăn con sáo tre anh nhá, bỏ sáo tre cho nó ấy. Giờ con này thuần phết rồi đấy anh ạ, chơi được. Nói chung ở nhà ông thì nó có mái, nó ốp mái thì con này hót. Mình phải thường xuyên mang con của mình xuống đây ốp mái anh em nhé. Cho con mình lên điện một tí. Con mình chưa có điện gì luôn. Ở nhà thấy hót gì luôn con mình ấy, hót ít lắm, thỉnh thoảng mới thấy hót thôi. Con mình lần đầu tiên mang ra có mái anh em ạ, nên là sung, nói chung là sung nhưng mà nó lại vẫn còn hơi rút anh em nhé. Kiểu là mình ở nhà chưa bao giờ là bỏ áo lồng ra kiểu này luôn, thì hôm nay mình mới bỏ áo lồng ra kiểu này rất là rút luôn anh ạ. Khả năng hôm nay mình sẽ ốp mái ở đây tầm cả ngày hôm nay đi, xong tối mình mới xuống đấy anh em nhé. Chắc khả năng thế thôi, cho nó ở cùng mái mấy ngày, một ngày đi, rút lắm anh ạ.